Tiểu sử Đào Bá Lộc, nam ca sĩ, beauty blogger tài năng. Sự nổi tiếng của Đào Bá Lộc gắn liền với ca khúc Thanh Xuân. Anh từng khuấy động sân khấu trên The Voice 2012, Xin Mai Son và giọng Ải giọng ai. Ngoài vai trò là ca sĩ, Đào Bá Lộc còn là một beauty blogger xinh đẹp, duyên dáng, luôn chia sẻ mẹo làm đẹp và review các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho chị em. Mới đây, nam ca sĩ tung ra MV thật lòng hứa hẹn nhiều thú vị cho các fan hâm mộ của mình. Đào Bá Lộc tên thật là Đào Bá Lộc sinh năm 1993 tại thành phố Hồ Chí Minh là ca sĩ, nhạc sĩ. Là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi, công bố giới tính thật, Đào Bá Lộc được cộng đồng vô cùng hoan nghênh khi dám sống thật với chính mình. Anh đã chứng minh người có giới tính thứ ba cũng cần được tôn trọng như mọi người bằng lối sống kỷ luật, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm với bản thân xã hội, dân dân Đào Bá Lộc đã được sự ủng hộ yêu quý của bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Khi còn là sinh viên Đại học Văn Lang, Đào Bá Lộc tham gia giọng hát Việt năm 2012. Từ vòng giấu mặt, Đào Bá Lộc đã thể hiện xuất sắc khiến cho ba vị giám khảo tranh giành nhau, cuối cùng anh đầu quân về đội của Hồ Ngọc Hà dù không đi xa trong cuộc thi nhưng đây là đòn bẩy giúp cho anh phát triển sự nghiệp sau này ngoài giọng hát việt đào bá lộc còn gây tiếng vang lớn trong chương trình xin mai son đào bá lộc phát hành các ca khúc như gửi thời niên thiếu đơn phương thiên đường đêm mùa mưa nhưng ca khúc hot nhất gắn liền với tên tuổi của anh là thanh xuân một thời gian dài vắng bóng đào bá lộc quay lại đường đua với ca khúc thật lòng Tiết sơ thật lòng được tung ra vào tháng 5 2019 với hình ảnh Đào Bá Lộc đáng yêu hóa thân thành công chúa Barbie khiến cho fan thích thú tò mò. Theo anh tiết lộ thì MV sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Khổng Tú Quỳnh và một nam ca sĩ được yêu thích hiện nay. MV thật lòng của Đào Bá Lộc được chính anh sáng tác kim ca sĩ dàn dựng và cũng là tâm huyết của anh. Như tựa đề bài hát Bi sẽ gắn tâm hình và mình chưa bao giờ nói với ai về MV này Vì thế các bạn đừng quên đón xem thật lòng nhé MV sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2019 Hoạt động nghệ thuật đã lâu, Đào Bá Lộc không ra MV rầm rộ như những ca sĩ khác. Tầm 6-7 tháng trở lên, anh mới ra một MV nhưng rất chất lượng. Ngoài giọng ca, Đào Bá Lộc còn được fan yêu quý qua tính cách thẳng thắn, dám sống với chính mình, thông minh. Giới tính thứ ba không còn là quá xa lạ ở Việt Nam, tuy nhiên thì đa số nghệ sĩ đều khá ai dè công khai con người thật trước công chúng. Nhưng Đào Bá Lộc thì khác, anh mạnh dạng công khai giới tính thật của mình, sở thích yêu búp bê và thích trang điểm. Với anh, sống thật với bản thân là hạnh phúc. Hơn thế, Đào Bá Lộc còn muốn đại diện cho giới tính thứ ba để đấu tranh cho quyền được sống, được hạnh phúc và yêu thương như những người bình thường. Đặc biệt, trong talk show Just Love, anh đã đưa ra quan điểm về cộng đồng GLBT cực kỳ thuyết phục. Qua thời gian, Đào Bá Lộc đã chứng minh được giới tính thứ ba sống có ích cho xã hội như những người bình thường, chỉ cần họ sống tốt thì đáng được trân trọng và yêu thương. Trải qua 14 mối tình, hiện nay Đào Bá Lộc đang hạnh phúc, với anh chàng thứ 15. Trong những mối tình gian dở được Đào Bá Lộc chia sẻ thì chuyện tình với một MC nổi tiếng là làm trấn động dư luận nhất. Qua nhiều người yêu, Lộc đã nghĩ mình sẽ dừng lại ở mối tình thứ 14. Nhưng thật sự đau lòng khi Lộc trở thành người thứ ba bất đắc dĩ. Dù tâm đầu ý hợp đã dắt về ra mắt gia đình, tuy nhiên thì Đào Bá Lộc đành ngậm ngùi chia tay để lại nỗi đau thâm sâu trong lòng và rồi thời gian đã xóa mờ dĩ vãng, Lộc giờ cũng đã hạnh phúc bên người mới.